Hello, xin chào tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Phi Mộc Trân. Vâng, thì hôm nay Phi cùng một số anh chị em thiện nguyện đến phát quà tại cái nóc măng ổi của xã Trà Tập, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam. Nơi đây cũng có gần 40 hộ dân sinh sống. Thì sáng giờ xuất phát từ 4 giờ sáng thì đến đây cũng được 11 giờ sáng rồi quý vị. Phải đến cái điểm tập kết đây và đi bộ cái đường rừng núi lèo lội núi vượt suối đi khoảng 4 tiếng đồng hồ mới đến nơi. Không biết là cuộc hành trình này sẽ kéo dài đến lúc nào, nhưng mà theo ước tính thì đến cái bản làng này cũng tầm 2 đến 3 giờ chiều. Ok, hàng hóa đã đến cái nơi tập kết rồi. Bây giờ phải nhờ bà con đèo hàng vô, đều quà vô để gửi cho bà con. Rồi, hai gạo với cái này nhẹ bốn em đó. Rồi đi, xong rồi anh đi tới cho. Gái, đi theo ba đi con, đi theo ba. Ồ, oh, thanh niên nè. À, ok, trứng đấy. Chị là. Bên đi bỏ lấy gạo gì? Hai gạo. Bên bắc quê tôi mới vừa vừa dừa. Hai gạo một cái tô mà. Là sâm mới đi được có một đoạn mà thấy sâm xí sòn rồi. Bây giờ đoàn của Phi Mộc Trân đang tiến về cái bản làng phía trên kia, đi bộ tầm 3 tiếng đồng hồ, hơn 3 tiếng đồng hồ. Đường cũng khá là dốc quý vị, rất là dốc, núi cao rất là cao, nhưng mà hàng hóa thì cũng đều vô túc ra trong kia, cũng rất là mệt. Rồi đi tiếp đi. Sau một cuộc đi bộ khoảng 30 phút thì cũng sâm đen rồi. Vâng, dưới cái nắng là 39 độ, chúng tôi đang len lũa vào trong rừng sâu. Như mặt của em đỏ lắm không? Đen. Như mặt trời hả? Chuyển qua đen rồi. Ok, đi tiếp. Mấy thanh niên đang uống mấy bóng chày đó. Thấy cái thôn này rất là ít những cái đoàn từ thiện đến đây để phát quà cho bà con mọi người. Thì Phi cũng tìm những cái nơi xa xôi hẻo lánh như thế này để đến giúp cho bà con. Đó, quý vị thấy không? Ở dưới kia là có một cái cầu tre rất là nhỏ. Đường vô trong thôn còn rất là xa. Ui, quý vị thấy không? Có một con suối rất là đẹp. Nó từ ở trên cao chảy xuống một dòng nước rất là mát. Tuy Phi không biết nó có uống được hay không, nhưng mà thấy rất là mát quý vị. Bố ơi, cho con hỏi là đi vô còn xa không bố? Chắc cũng xa, đạt xa. Còn xa hả? Mấy tiếng? Mấy tiếng nữa? Đi qua tới này tới kia là 3 tiếng. 3 tiếng nữa hả? 3 tiếng nữa quý vị. 3 tiếng đường núi nữa. Rất là mệt. Dột không à? Bà con ở đây sống có khó khăn lắm không? Bà con ở đây khó khăn quá nữa. Đi làm ăn thì cũng không có cái gì được mà. Nhưng mà đi làm đường, làm núi nữa rất là khổ. Nói chung cũng rất là khó khăn. Khó khăn. Đúng rồi. Mít rừng quý vị. Mít mình.
quá thì cô bác anh chị ơi, xong rồi đoạn đường cũng còn khá là xa nữa, nhìn cái dốc rất là cao đây. Dốc cao quá. Mọi người thấy cái dốc này có cao không? Bố mệt không bố? Đoạn đường còn rất là dài đúng không? Mệt quá hả bố? Mệt rồi. Tôi thấy cái đó còn bao nhiêu tiếng hồi là tới bố. Mà không biết được nữ đơn chứ. Về được. Tới cái cầu nước trong thì đi nữa được. Nếu là cũng tầm cả là 1 tiếng rưỡi, 2 tiếng nữa. Mệt quá, mệt quá. Đi hết nói rồi. Mệt quá bôi. Bố mệt quá hả? Rồi bà con quý vị, bà con phải cõng từng món quà vô đây. Đây. Chứ cõng là tốt rồi đấy, mà không có cõng thì đi cõng rau cõng thánh là gần người ăn. Cõng rau cõng sáng nữa. Bình thường có quà cõng là vui phải không? Thế còn thế còn bố là bình thường cõng rau cõng sáng về ăn. Bán cá rồi mắm rồi ăn. Mệt quá. Ngồi xí đó. Ui trời ơi, rốt cuộc cũng đến được bản làng rồi quý vị ơi. Mệt đuối luôn. Bây giờ mặt cô Phi nó còn đỏ bừng đây. Thì xuất phát từ 1 giờ thì đi bộ vô đây cũng hiện tại là gần 5 giờ. Thì đi cũng được gần 4 tiếng đồng hồ mới tới nơi. Đây cái bản làng của bà con đây quý vị. Đó, đây rất là đẹp. Đó, ngồi kia có mấy cái ngôi nhà để bà con trồng lúa, là bà con sẽ thu hoạch để bỏ trong cái đó quý vị. Rất là đẹp nha. Những bông hoa rất là đẹp. Bên cạnh có một con suối chảy róc rách. Thiên nhiên nơi đây thật là đẹp và hùng vĩ mọi người ạ. Kiểm ra như này chưa đó. Không. Phần bóng bút. Đây. Này quý vị thấy cái cổng trường rất là đẹp ha, cổng trường rất là VIP luôn. Cổng trường đây là chắc cỡ xây dựng cỡ 100 triệu hiền. Lần đầu tiên thấy cổng trường như thế này, rất là đẹp. Tre. Còn mấy trẻ nè chị? Còn mấy rồi đó, chắc luôn. Giờ mà chắc xuống đi đâu? Một phần quà hôm nay gồm có 1 ký cá khô nè, 10 ký gạo nè, thùng mì tôm, bánh kẹo, với lại mắm muối gia vị, dầu ăn, vị tinh. Nói chung phần cái quà xuất quà này cũng rất là giá trị. Với lại một phần 70 cái áo ấm nữa. Dép. Thưa quý vị thì Phi cũng nghe nói là cái trường này là cũng có một cô giáo, cô vừa rồi cô lên đây cô dạy nhưng mà
cuộc sống khó khăn quá thì cô cũng bỏ trường ra đây rồi. Bây giờ thì chỉ có một cô dạy thôi. Thì Phi cũng nghe cái cô giáo kia tâm sự là lương ở đây cũng rất là thấp. Lương được có 3 triệu mấy, 4 triệu thôi mọi người. Mặc dù cái cuộc sống còn rất khó khăn, người ta phải hy sinh đủ thứ, hy sinh về gia đình, chồng con, bỏ cái cuộc sống ở dưới đồng bằng lên đây để dạy học cho những đứa trẻ. Nhưng mà cái điều kiện nó khắc nghiệt quá thì mấy cô giáo cũng không có trụ được nổi. Lương hướng thì cũng không được nhiều. Lúc sáng Phi có hỏi một cô giáo thì cô cũng nói là lương của cô mới được có 3 triệu mấy, 3 triệu rưỡi, xong xuôi hết là được 3 triệu rưỡi. Thì 3 triệu rưỡi mà lên đây sinh sống ở, hy sinh cả cuộc đời để lên đây, hy sinh gia đình, chồng con, để lên đây dạy cho những đứa trẻ thì Phi thấy cũng rất là tội nghiệp cho những cô giáo. Thì cũng mong là cơ quan chính quyền sẽ quan tâm, hỗ trợ cũng như là giúp đỡ thêm về cái phần lương hướng cho các cô. Nơi đây thì cũng chưa có điện quý vị, thì chủ yếu là dùng điện năng lượng tua bin. Thì Phi cũng mua 4 cái bóng đèn lên cho học sinh nó học cho nó sáng tí. Thì chắc là phải tạo điều kiện mua thêm cái máy phát năng lượng mặt trời á cho tụi nhỏ nó học. Xếp bè hết lại đi con. Qua con không? Mừng của tôi qua đi cho ông vô cái phòng. Hai đứa luôn hả? Hai mấy nữa thôi để dẫn ông đó đi. Anh em sao bữa nay là quà cho con đâu không? À, thôi thì hôm nay đoàn cũng đến thăm bà con ở Măng Ổi mình, thì cũng có ít quà để tặng cho bà con để bà con mình là có cái cuộc sống được ấm no hơn một tí. Nói chung là cũng chúc tất cả bà con chúng ta là một cái sức khỏe thật là dồi dào. Rồi thì sau đây thì cũng mời anh trưởng thôn sẽ đọc cái danh sách của từng hộ gia đình đang nhận quà ha. Thì phần quà hôm nay là gồm có 10 kg gạo, một thùng mì tôm, gia vị, dầu ăn, mắm muối, thịt tinh, đường, bánh, một ký cá khô, với lại dầu gội, rồi bột giặt, rồi sọt phòng, nước cơm bốt. Rồi với lại mỗi cháu nhỏ của chúng ta là sẽ có một cái áo ấm với lại một đôi dép, và sẽ hỗ trợ thêm cho mỗi hộ gia đình của chúng ta là mỗi hộ 500.000. Rồi thì mời bà con chúng ta cho một tràng pháo tay đi. Nói chung rất là cảm ơn đoàn đến cấp quà tại bà con nhân dân, để rất đem lòng cảm ơn nhiều. Rồi xin mời mấy anh chị thiện nguyện chúng ta ra phát quà luôn cho bà con nha. Đó thì nói chung tôi sẽ đọc cái danh sách theo thứ tự từ số 1 đến số 1336.
tôm nghìn lít. Theo cái mình đứng hàng. Mình kêu đi. Thì đứng hàng. Đứng hàng mới mỗi lần được là 5 là 5 5 người. 5 người trong dễ. Hồ Văn Hùng. Hồ Văn Hùng. Từ Hồ Văn Náo. Hồ Văn Náo. Hồ Văn Nhíp. Có hai người đấy, hai người đấy. Tôi bị đồn riêng. Hồ Văn Nhíp, Hồ Văn Náo nữa đâu? Náo, Náo, Náo. Náo, Náo. Hồ Văn Náo đâu? Để đó tí rồi qua đây. Nguyễn Hoàng. Nguyễn Hoàng. Nguyễn Hoàng.
Hiện tại là còn dư hai suất hả? Hai suất. Thì nói chung thì gửi lại cho nhà trường nha. Cái này còn dư 2 triệu rưỡi thì em gửi luôn cho nhà trường luôn ha. Cái này 2 triệu rưỡi. Anh giữ giùm 2 triệu rưỡi này là gửi cho nhà trường, đó là mua cái gì sống thì cho mấy đứa nhỏ nó học. Cái niềm vui. Bóng điện là mấy cái bóng điện này là để lại cho trường luôn. Còn hai bóng điện mình chăm sạc được không? Dạ, cái này có sạc. Bác sức đồng hành khách sức có gạp đi. Nói chung đó là em làm tròn là 40 suất là em phát mấy này. 40 suất nghe. 40 suất đó. Dạ đó. Bởi vì cái tổng ba nữa. Ở đâu là thiếu một số gạo. Còn bảo ấm kia đem lên nè. Bảo ấm nữa. Bảo ấm hết 50 cá. Này kia là ra cho nhà trường. Một cái bao phải bao. Bảo ấm của mình đó, nhưng mà còn một bao nữa. Bảo ấm đó. Rồi rồi, 2 triệu rưỡi nữa nha, 2 triệu rưỡi là cứ gửi anh gửi cho cô hả? Gửi cho cô là cô mua bút, mua vở gì cho mấy đứa nó học này. Ok. Thì nói chung là cái này được xong chỗ mà cấp quà cho nó thu mua thì rất là cảm ơn trong đoàn. Lúc cấp quà thì nói chung là hiện tại đã cấp quà xong. Thì có một số quà còn dư thì thôn là giữ để mà cho giáo viên về nấu nướng cho học sinh ăn trong thời gian học. Thì cần một số còn ít tiền là 2.500.000 để chi để mua bữa cho học sinh. Rồi còn mấy đồ còn đồ áo ấm mới dép là anh tự chia ra nha. Rồi để cho 70 cái áo ấm để giáo viên chia luôn. Để là phụ huynh chung cổng, còn một ba cái kia là phụ huynh chung cổng là cho giao cho cô chia luôn cho mấy đứa cháu. Rồi ok. Dạ đấy. Ok thì Phi đã về đến nhà an toàn rồi quý vị. Thì bây giờ cơ thể của Phi nó mệt mỏi, nó rã rời. Nói chung là nó nhức mỏi cả người luôn. Ê ẩm toàn thân quý vị. Tại vì đi đường núi 4 tiếng đồng hồ á, nên cái cơ thể nó bị cái cơ nó bị căng ra, nó đi nó rất là mỏi. Bây giờ chắc phải nghỉ một ngày để lấy lại cái sức khỏe quá. Thì Phi xin công khai cái danh sách của quý anh chị, của bác anh chị Mạnh Thường Quân đã tài trợ cho chương trình ngày hôm nay, cũng như là đưa ra cái chi tiêu mua sắm bao nhiêu cụ thể cho quý vị biết ha. Ok. Đây là danh sách quý của bác anh chị Mạnh Thường Quân đã ủng hộ cho chương trình này. Phi xin đọc tên là một cô giáo tên ở Anh Quốc là 2 triệu, cô Giác Duyên ở Hồ Chí Minh là 1 triệu, gia đình của chị Kim Chi ở Nam Phước, Duy Xuyên là 300, chị Nguyễn Thị Thanh Vân ở Hải Dương là 2 triệu, chị Hải Yến Lê ở Canada là 750.000, anh Nguyễn Lê Hoàng là 2 triệu, chị Ngân Đoàn là 3 triệu, chị Lan Trần ở bên Mỹ là 10 triệu, một chị giấu tên là 2 triệu, chị Minh Tuyết là 1 triệu 2, cô Lâm Ánh Hồng là 500, với lại cái số tiền mà đợt trước Phi đi Tây Giang, Atu Tây Giang là trước Tết đó, Phi đợt trước đó Phi còn dư 5.890.000, thì Phi cộng dòn lại là được 30 triệu.
640.000. Và có 3 quý vị mạnh thường quân tài trợ tiền mặt cho bà con, là mỗi hộ gia đình được nhận 500.000 tiền mặt, là bao gồm chị Sephrin Phạm ở bên Úc 8 triệu, một người ẩn danh ở bên Úc là 8 triệu, và mẹ của chị Nguyễn Thị Thùy Trang ở Hà Nội là 4 triệu. Tổng số tiền là 20 triệu, thì Phi chia ra là mỗi hộ 500, còn dư 2,5 triệu thì Phi đã gửi cho anh trưởng thôn để anh gửi cho nhà trường mua thêm sách vở cho mấy em học sinh. Còn đây là những thứ mà Phi mua, như dầu ăn nè, dầu ăn là 30.000 một chai nè, mì ba miền là 58.000 một thùng, vị tinh là 26.000, mắm là 14.000, đường một cái đường 18.000, 5 gói muối là 10.000, một bột nêm là 5.000, một xì dầu là 7.000, đó, cộng lại gia vị là 168.000 nè, với lại bánh kẹo sữa là 50.000 một phần, một phần là 50.000 bánh kẹo nè, rồi tiếp theo là bàn chải đánh răng 16.000, xà phòng là 16.000, kem đánh răng 11.000, cục xà bông lay bôi tắm là 11.000, một dây dầu gội là 10.000, là tổng số tiền một phần, một phần quà là 200, chưa tính gạo nữa, cái này mới gia vị với lại xà bông rồi, là tổng là 272.000, nhân cho 40 phần là 10.880.000. Cái này còn 115.000 là tiền gì Phi quên mất, mà cộng lại là 10.995.000. Cái này là chưa bao gồm gạo nha. Đó, rồi mua thêm máy lọc nước 90.000, với mua mấy cái hộp bánh cho bà con ăn á, khi mà bà con vác quà lên á, là cho bà con ăn, là mua mấy hộp bánh là 350.000 nữa. Tổng số tiền là 11.435.000. Đây là Phi mua thêm ở ngoài là cá khô. Cá khô 40 kg, 1 kg 90.000, 3.690.000. Cá tươi để nấu bún là 2 triệu, 70 kg bún là 630. Tua nhựa với lại đũa là 160. Áo ấm với dép, cái áo ấm với dép này là Phi chỉ mua 45 phần, 45 phần là 3.825.000, là do còn dư 25 phần đợt trước, còn dư 25 phần, hôm nay mua thêm 45 phần nữa. Tiền xe vận chuyển là 2 triệu, gạo là 400 kg gạo là 5 triệu nè. Đó thì Phi tổng cộng lại là 28.740.000. Đó, tổng phần quà là 28.740.000. Thì số tiền mà quý vị ủng hộ là 30 triệu, đây 30.640.000, Phi trừ ra cái chi phí là 28.740.000 thì còn dư 1.9 triệu. Còn dư 1.9 triệu này sẽ để dành đó, rồi bữa sau có làm cái chương trình khác thì bỏ vô. Ok, Phi xin tạm dừng clip tại đây nha. Thì Phi cũng xin chân thành cảm ơn quý của bác anh chị Mạnh Thường Quân đã luôn đồng hành cùng Phi để mang quà đến cho bà con miền núi xa xôi hẻo lánh. Người ta nhận được cái món quà thì họ rất là mừng quý vị, rất là mừng luôn. Đặc biệt là các em nhỏ, trẻ em chưa bao giờ được ăn bún, đặc biệt là bún cá rất là ngon, trẻ em ăn một cách rất là ngon lành. Phi cảm thấy rất là vui và hạnh phúc, mặc dù bản thân mình có hơi mệt đi tí nữa, nhưng mà rất là vui vì đã mang những cái phần quà ý nghĩa của quý cô bác anh chị Mạnh Thường Quân ủng hộ lên gửi cho bà con đồng bào miền núi. Thì Phi rất là vui mừng, rất là cảm ơn quý cô bác anh chị. Rồi Phi xin cảm ơn tất cả mọi người, đặc biệt là mấy anh chị em thiện nguyện. Thì các anh chị có một cái ý chí rất là bền vững, rất là kiên cường, vượt cái đường xá xa xôi cùng Phi mang quà đến cho bà con. Thì Phi rất là cảm ơn các anh chị em thiện nguyện đã đồng hành cùng Phi. Ok, thì Phi xin kết thúc clip tại đây. Nếu có cái sai sót, thiếu sót nào thì
quý cô bác anh chị bỏ qua giúp Phi nha. Rồi ok, hẹn gặp lại quý vị. Bye bye.